Hello everyone, welcome to our lesson. Today we will continue Unit 9, What Are You Wearing? Lesson 3 and 5. Before start the new lesson, we will review the old lesson. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 9. Nhưng trước khi bắt đầu bài 9 thì chúng ta sẽ ôn lại cho cô bài cũ một tí nha. Now look at the picture and tell me. What's it? Yes, it's a skirt. And next, what's it? Okay, it's a scarf. Picture number three, what are these? Yes, they are jeans. Next, what are these? Okay, they are boots. And the last picture, what's it? Okay, it's a shirt. Very good, my student. Giờ một bạn có thể nhắc lại cho cô xem bữa trước mình học về điểm ngữ pháp gì nào. Ok, the present continuous thì hiện tại tiếp diễn. Công thức của nó sẽ là am, is, are cộng với động từ thêm in. Và mình sẽ có những chủ ngữ đi với am, is, are. Cái này mình đã học rồi, cô chỉ nhắc lại thôi nha. Ok. Nào, vậy thì hiện tại tiếp diễn dùng để làm gì? Ví dụ cô có này, I am learning English, tôi đang học tiếng Anh. Vậy, hành động đó là một hành động đang xảy ra đúng không? Vậy hiện tại tiếp diễn dùng để, rồi, diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Thế nào? Ok. Nào, bài học đó là bài cũ. Now, we will continue the new lesson. Lesson 3. Now let's start. Now student, open your book please, page 62. Okay? Now first, listen and point. 97. Listen and point. 2 o'clock. 2:15. 2:30, 2:45, 2:45, 2:15, 2:30, 2 o'clock. Okay, good. Now listen and repeat. Listen and repeat. 2 o'clock. 2:15, 2:30, 2:45. Okay, now listen and sing a song. The song name, What Time It Is? Listening 98. Listen and sing, What Time Is It? What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. There's a train, there's a train on platform A. What time is it? It's 3:15. What time is it? It's 3:15. What time is it? It's 3:30. What time is it? It's 3:30. There's a train. There's a train on platform C. What time is it? It's 3:45. What time is it? It's 3:45. There's a train. There's
Okay, now we move to lesson 5, skills time. Now look at your book, please, page 64. First, look at the picture and answer the questions. À, giờ các con sẽ nhìn vào bức tranh ở trong sách và sau đó trả lời cho cô hai câu hỏi. Nào, now number one. What color is the bus? À, is a bus có màu gì nào? Okay, good. The bus is green and white. Xe buýt thì có màu xanh và màu trắng. Thế nào? Màu xanh lá cây và màu trắng. Now, number two. What time is it? À, nhìn trên đồng hồ cho cô xem là mấy giờ rồi nào? Nhìn ở trong hình á. Okay. It's 2:30. It's very easy. Now, look at the picture, listen and read. 102. Listen and read. At the bus station, the buses pass by. We look at the people. They wave and say hi. I look at the bags. Some are big, some are small. I look at the people. Some are short, some are tall. They have red shirts, green shirts, yellow shirts, and blue. They have long hair, short hair, and curly hair, too. We get on our bus. We go and sit down. And away goes the bus to take us uptown. Now, look at your book again. I will explain. Giờ các con sẽ nhìn vào sách cho cô nào. Cô sẽ giải thích bài này. Tiêu đề của bài đó là At the bus station, tức là ở trạm xe buýt. Giờ mình cùng xem ở trạm xe buýt thì có những gì nào. At the bus station, ở trạm xe buýt, the buses pass by, những chiếc xe buýt đi ngang qua. Mình có cụm từ pass by, tức là đi ngang qua, chạy ngang qua. Thế nào? We look at the people, chúng tôi nhìn vào mọi người. They wave and say hi. Họ vẫy tay và nói xin chào. Mình có từ wave, tức là vẫy tay. I look at the bags. Tôi nhìn vào những chiếc túi. Some are big, some are small. Một vài cái thì lớn và một vài cái thì nhỏ. Mình có từ big là lớn và từ trái nghĩa là small, nhỏ. I look at the people. Tôi nhìn vào mọi người. Some are short, some are tall. Một vài người thì thấp và một vài người thì cao. Mình sẽ có từ short là thấp và từ trái nghĩa là tall, tức là cao. Tiếp nào. They have red shirts, green shirts, yellow shirts and blue. Họ có áo sơ mi, họ mặc áo sơ mi màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh dương. They have long hair, short hair and curly hair too. Họ có tóc dài, tóc ngắn và có cả tóc xoăn. Mình có từ long là dài. Từ short mình dùng với tóc thì mình sẽ nói là ngắn. Curly là tóc xoăn. Yep. We get on our bus. Chúng tôi lên xe buýt. Mình có cụm từ get on, tức là lên xe. Thế nào? We go and sit down. Chúng tôi đến và ngồi xuống. And on way goes the bus to take us uptown. Và những chiếc xe buýt thì sẽ luôn đưa chúng tôi đến những cái khu phố. Mình có từ uptown là trên các khu phố. Thế nào? Okay. Do you understand? Yes. Now, to help you understand more the lesson, I will ask you some question. Now look at your book, please, and answer my question. Để giúp các con hiểu rõ hơn về bài này, thì cô sẽ có một vài câu hỏi.
Now, number one, where are they? It's very easy. Okay, the answer is they are at the bus station. Good. Now, number two, how many buses are there? Okay, there are four buses. Number 11, number 12, number 13, and 14. Number 3. Now, look at the girl, okay, and answer my question. Does the girl have a teddy bear? Yes or no? Yes, she does. And the last questions. Now look at the girl. Look at this girl. What's she wearing? Yes, she's wearing a pink skirt. Okay, do you understand all? Okay, very good. Bài tập số 3 ở trang 64. Read again, circle the four words and write the correct words. Giờ các con sẽ đọc lại cho cô cái bài ở trên và khoanh tròn cho cô cái từ sai và sau đó viết lại cho cô đáp án đúng ở bên cạnh. Ở đây mình có một ví dụ ở câu 1. Người ta nói này, they are at the train station. Họ đang ở trạm tàu lửa. Có đúng không nào? Không đúng, ở trong này người ta nói là bus station. Vậy từ sai ở đây sẽ là train và mình sẽ sửa lại là bus. Tương tự như vậy, làm cho cô câu 2, câu 3 và câu 4 nào. Ok, how about number 2? Vậy câu số 2, từ sai đây là từ nào nào? Ok, good, it's goodbye. Ở đây người ta có phải nói là goodbye không? Không phải, vậy người ta sẽ nói là gì? Hi, ok, good. Correct answer is hi. Now, câu số 3 nè. Some bags are big, some are short. Một vài cái túi thì lớn và một vài cái thì ngắn. Có đúng không nào? Mình phải dùng từ đối nghĩa là, vậy từ sai đây là short. Và mình sẽ sửa lại là small. Okay, good. Number 4. The shirts are red, green, orange and blue. Những cái áo sơ mi thì có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu cam và màu xanh dương. Đúng không nào? Vậy từ sai là từ orange. Ok, good. Orange mình sẽ sửa lại là gì? Ok, yellow. Ok, do you understand? Yes. That's all for today. Thank you for listening. See you next time.